Chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải vòng số 3 Olympic của khối lớp 6. Các em chuẩn bị máy tính, bỏ túi và dụng cụ tập nha. Bài thi số 1. Rồi ta tranh thủ làm nhanh các em. Số, các số tự nhiên có hai chữ số. Vậy là từ 10 cho tới 99 đó các em. 99 trừ 10 cộng 1 là bằng 90 số ha. Cái này thì còn làm sai nữa thì thôi đúng không? 63 cộng 279 cộng 9594. Giờ cộng cho 1. 9937. 73, 764 nhân cho 458. 349912. Bài này 452 cộng 638 cộng 89 1179 nha. Bài này số số hạng các em lấy 81 trừ 5 chia đôi rồi cộng 1, vậy là 39 số hạng. Cái tổng này có 39 số hạng. Rồi các em lấy cuối cộng đầu, cuối cộng đầu nhân cho số số hạng rồi chia đôi là bằng 1677. Các em nhớ là dãy số cách đều á thì ta sẽ tính bằng cách là tổng của nó là lấy cuối cộng đầu nhân cho số số hạng là chia đôi ha. Còn số số hạng thì ta lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1. Cái này ở trên chuyên đề dãy số có quy luật, ở trên kênh của thầy sẽ hướng dẫn rất kỹ. Các em like and subscribe thì mới xem được những video đó nha. Rồi bài có số 6. Y trừ 7 chia 4 bằng 3. Vậy y trừ 7 sẽ bằng 12. Như vậy y sẽ bằng 19 ha. 19 trừ 7 là 12, chia 4 là 13. Số phần tử của tập hợp các số có 2 chữ số chia hết cho 3. Những số có 2 chữ số chia hết cho 3 là những số nào? Số có 2 chữ số là bắt đầu là 10 nhưng mà không chia hết cho 3. Vậy các em đi từ 12 rồi 15, 18 ha. Đây là những số có 2 chữ số chia hết cho 3 nè. Vậy số cuối cùng là 99. Rồi các em lại lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1. 99 trừ 12 chia cho 3 và cộng cho 1. Nó được 30 số kìa. Tiếp tục. Câu số 8. Cho một số chẵn có 4 chữ số, các em đọc đề đi.
Rồi, bài số 8 là một bài khá hay kia. Bài này khó. Bài này dành cho học sinh giỏi rồi. Học sinh khá bình thường cũng làm nổi, ok. Rồi giờ thầy có số các em làm quen thôi. A, B, C, D ha. 4 chữ số. Đây là số A nghìn ba, B trăm, C chục và D đơn vị. Thì theo đề á, các em sẽ có là chữ số hàng trăm và hàng chục. Tức là số B và C lắp ghép lại đó, B chục C đơn vị, thì nó gấp mấy lần? Nó sẽ gấp 3 lần chữ số hàng nghìn, tức là bằng 3A ha. Và ngoài ra là nó còn gấp đôi hàng đơn vị nữa, tức là nó sẽ bằng 2 lần D. Mà các em để ý nha, các em để ý nó là một số chẵn. Vậy D là số chẵn á, D là số chẵn thì thầy lại có thể tách D ra thành 2 nhân cho n ha. Vậy nó sẽ bằng 4n ha. Vậy các em thấy cái số b chục c đơn vị này nè, nó bằng 3a và bằng 4e. Như vậy suy ra là cái số b chục c đơn vị này nó vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4 ha. Nó bằng 3 nhân a bằng 4 nhân e mà. Vậy nó sẽ chia hết cho 12 ha. Cái này là cái mấu chốt của các em, nó chia hết cho 12. Vậy từ đây các em suy ra là B mũi C hay là B chục C đơn vị đó, nó sẽ là bằng 12 hoặc là 24 hoặc là 36 hoặc là 48 hoặc là vân vân. Đó, giờ thầy thử nha. Giả sử như nó bằng 24 đi. Giả sử BC là bằng 24 đi. Thì lúc đó các em sẽ suy ra là A bằng gì? A bằng 8. Đúng không? BC bằng 24 thì A bằng 8, thì cái này chấp nhận được nè. Nhưng mà lúc đó D sẽ bằng gì? BC bằng 2D, đúng không? Thì BC 24 rồi thì D sẽ bằng 12. Thì cái này loại ngay lập tức. Bởi vì D là chữ số. D là chữ số mà. Mà D là chữ số thì không thể nào mà có chữ số 12 được kem. Vậy ta loại ngay lập tức. Các em hiểu không vậy? Không hiểu thì tu tới tu lui lời thầy giảng các em sẽ hiểu thôi ha. Mà 24 không được thì 36, 48 càng không được nữa. Vậy chỉ có là bằng 12 mà thôi các em ơi. Vậy cái số BC này sẽ bằng 12 nha. Nó bằng 12. Thì lúc đó các em suy ra là A sẽ bằng 4. 4, 3 là 12. Còn D là bằng 6. Số 22 đúng không? Vậy tóm lại là cái số ta đang cần tìm á là 4.126. 4.126. Đó chính là số 4216. À. Các em hiểu nổi không? Cố gắng hiểu giùm cái ha. Thì số 21 nè, nó sẽ hình như có vấn đề các em. Hàng trăm và hàng chục là 4126 mà thầy ghi lộn 4216 rồi. 4126, 12 này gấp 3 lần 4 và gấp đôi 6, quá hợp lý rồi ha.
Rồi tổng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là số nào? Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là 9876, phải không? Cộng cho số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là gì? 1023. Cái này các em phải làm được chứ. 9876 cộng cho 1023 bằng 108. 10899. Rồi. Ha. 1089. Câu số 10. Các em dùng nút dài thừa trên máy tính. Thì máy tính nó có nút dài thừa nè các em, X dài thừa nè. 3 dài thừa đi. Là bằng 1 x 2 x 3 đó. N giải thừa là bằng 1 x 2 x 3 cho tới N. Vậy 3 giải thừa là 1 x 2 x 3 là bằng 6 đó. Rồi 4 giải thừa chẳng hạn là 1 x 2 x 3 x 4 ha. Thì nó sẽ bằng 24 ha. Rồi các em cứ bấm máy là được thôi. 1 nhân cho 1 giải thừa cộng 2 nhân cho 2 giải thừa cộng 3 nhân 3 giải thừa cộng 4 nhân cho 4 giải thừa. Cộng 5 nhân cho 5 dây thừa 719 ha. Rồi ta nộp bài luôn các. Còn dư giờ nhiều ha. Rồi ta được điểm tối đa. Bài thi số 2. Tìm cặp bằng nhau. Cái này các em nên dùng một cái bảng để cho nó khỏe ha. Dùng một cái bảng để mình dò. Còn đây thầy cũng nhuyễn rồi nên thầy làm trực tiếp đây luôn. Các em không nên làm giống thầy đâu ha. Giờ lựa mấy bài dễ lần trước đi. Từ 16 tới 22 là có 16, 17, 18, 19, 20, 21. Các em tìm coi. Đây, nó đây. Chọn luôn. Rồi tiếp tục N lẻ nhỏ hơn bằng 12. Vậy là 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tìm đi. Đây, nó đây. Nó có đảo chỗ định lừa mình nè ha. Lấy luôn. Rồi tiếp tục. Lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn 1 thì chỉ có một số là số 0 thôi. Số 0 thôi. Rồi coi ở đâu có số 0. Không có phải không? Không có thứ tạm dừng. Chẵn đây. N chẵn nhỏ hơn bằng 8. Vậy là 0, 2, 4, 6, 8. Nhưng mà thuộc N sao vậy, bỏ số 0 đi. Vậy chính là 2, 4, 6, 8 luôn. Tiếp tục. Lớn 7 nhỏ hơn 9 thì chỉ có 8 thôi. Số 8 đây không thấy. Số 8 đây không thấy. Rồi. Em coi x thuộc N mà không được thuộc N sao. Có số x nào là số tự nhiên mà không thuộc N sao, chỉ có số 0 thôi ha. Vậy nó chính là anh bạn trên này luôn nè. Hai này là kem. Đó chính là số 0. Đó là tập hợp gồm của số 0 ha. Như vậy bài lừa rất là tinh vi ha. Tiếp tục. Tìm cho thầy những số AB có hai chữ số nè. AB gạch ngang trên đầu có nghĩa là số có hai chữ số A chục và B đơn vị. Trong đó hàng đơn vị trừ cho hàng chục là bằng 4. Có nghĩa là hàng đơn vị hơn hàng chục là 4. Các em nhìn qua này nè. Các em thấy đơn vị hơn chục toàn 4 không nè. Vậy nó đó, hai cái này chính là đi với nhau đó ha. Rồi tiếp tục. Tìm số có hai chữ số A chục B đơn vị mà tổng của hàng chục với đơn vị là bằng 4. Vậy các em liếc xuống dưới luôn. 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 0. Nó đó ha. Tiếp tục. Đây. Số có hai chữ số mà hàng chục cộng hàng đơn vị bằng 6. Vậy liếc xuống đây luôn. Chọn luôn. Tốc hành luôn, tiết kiệm thời gian. Rồi tiếp tục các em. Tập hợp gồm số y thuộc n, tức là số y là số tự nhiên, sao cho 2 nhân y trừ 8 bằng 0. Thì các em nhẩm đi, 2 nhân bao nhiêu trừ 8 bằng 0 thì số 4 chứ số mấy ha. Vậy anh này với anh này đó, hai này đi với nhau. Rồi tìm số tự nhiên có hai chữ số a chục b đơn vị, sao cho hàng chục gấp 3 lần hàng đơn vị. Các em nhìn xuống luôn. Đó, chục gấp 3 lần đơn vị. Chạy đâu nữa. Còn cái này khỏi suy nghĩ nữa ha. Rồi
Bài thi số 3. Đi tìm kho báu. Cái này bấm máy hoặc là tính nhẩm các em. 367 với 133 là 400. 129 với 371 là 400 tiếp. Xin lỗi, 500. 367 133 là 500 nhé. Đây 500 nữa là 1000. 1017 ha. Coi chừng gõ sai nè, lớp tớp chết rồi. Tiếp tục. Cái này dùng tính chất phân phối nè, hoặc bấm máy nếu các em lười ha. Cái này là 50. 19 cộng 37 cộng 44 là vừa đẹp 100 luôn đó. Nhân 1345, 1345 nhân 100 thêm 2 số 0. Viết 1000 số tự nhiên đầu tiên. Hỏi chữ số 3 xuất hiện bao nhiêu lần? Wow. Căng hà. Không có gì khó. Chỉ sợ mình nản thôi. Rồi giờ viết 1000 số tự nhiên đầu tiên cái. Trật tự đi. Rồi 1000 số tự nhiên đầu tiên. Thì giờ thầy ghi 1 0 1 2 3 4 cho tới 9 thôi. Thì ở đây nó có một số thôi. Đúng không? Một chữ số 3 thôi. Giờ thầy viết 10 cho tới 11, 12 cho tới vân vân vân. Cho tới 19 thì nó cũng có một chữ số 3 thôi. Đúng không? Chắc chắn là như vậy. Rồi qua 20 cho tới 29 cũng vậy thôi. Chỉ có điều là 30 10 thì nó hơi lạc loài. 30, 31, 32 cho tới 39. Thì nếu mà không tính mấy chữ số 3 này nè, thì nó cũng giống như cái dòng đầu tiên thôi các em, nó có một chữ số thôi. Nhưng mà giờ tính mấy số 3 này nữa là nó sẽ có 10. 10 chữ số 3 nữa. Đúng không? Các em đếm đi. 31 tới 39 là mấy cái số 3 đứng đầu tiên á. 10 đây là 10 số 3 đứng đầu tiên. Còn 1 đây là một cái số 3 là chỗ 33 đó, hàng đơn vị đó. Rồi, tới chỗ 40. Hàng 4, đầu 4 thì nó cũng có 1 thôi ha. 1. Rồi giờ thầy tới 100. Tới 99 nè. 90. 91 cho tới 99 thì cái này cũng có một số 3 mà thôi. 100. 101. À, 102 cho tới 109 thì cũng có một thôi. Giờ lặp lại đó. Lặp lại các em. Vậy nó theo chu kỳ ha. Như vậy là từ 0 cho tới 99 là có tất cả bao nhiêu số 3? Các em đếm thử coi. 1. Đây chắc là 1 chứ. 1 ở đây sao thầy gõ lộn số 3 ha. Rồi từ 0 cho tới 0 đến 99 có, đếm coi. 1, 1, 1 là 10 rồi nè. 1, 2, 3 cho tới 9 là 9 rồi hả? 1 lại là 10. 10, 10 là 20. Không? 20 chữ số 3. Đó. Rồi tiếp tục. Từ 100 cho tới 109 cũng vậy thôi mà, đúng không? Thì cái đầu nó là một hết rồi.
cái đầu nó là 1 thì đâu phải 3 đâu. Như vậy là cái phần đuôi nó là 00 tới 99 ha. Từ số 100 cho tới số 199 đó, thì đầu là 1 hết, chẳng có số 3 nào hết. Còn tính từ 00 cho tới 99 thì cũng có 20 thôi. Em hiểu nổi không? Thì nó cũng giống như từ 0 tới 99 thôi. Từ 1 tới 199 là cũng y như từ 0 tới 99. À. Giờ tương tự nè. Đầu 2. Đầu 2. Thì 200 tới 299 cũng có 20 thôi. Nó y như vậy. Có cái thằng này hơi lạc loài nè. Đầu 3. Đầu 3 thì khác em. Giờ có bao nhiêu số số 3 đứng đầu ha. Từ 00 cho tới 99 là có 100 số. Mà 100 số đó đều có số 3 đứng đầu hết. Như vậy là 100 số 3 rồi đó. Rồi cộng cho đằng đuôi nó có 20 số nữa. Vậy thôi. Bài này khó. Nhìn vô dễ nản kìa nha. Rồi tới đầu 4 ha. Đầu 4 kìa. Đầu 4. Đầu 4 thì cũng có 20 thôi. À, đầu 5 thì cũng có 20 thôi. Rồi, tiếp tục. Đầu 6 cũng vậy. À. Đầu 5. Đầu 6, đầu 7, đầu 8, đầu 9 đều như thế hết. Vậy tới đầu 9 là 900 cho tới 999 đó thì cũng vậy thôi, còn số 1000 thì bỏ luôn được, số 1000 chẳng có số 3 hết. Như vậy là chỗ này là có 1 2 3 4 5 là nhân cho 5 ha. Giờ em đếm lại coi có bao nhiêu nha. Ở đây là có 20 rồi nè. 20 20 20 20 1 2 3 4 5 này nhân đây nữa là 10. 10 là 200, 200 với 100 nữa là 300. Chữ số 3 xuất hiện 300 lần. 300 lần. Tiếp tục. Tập hợp quy có 3 phần tử, nhà hỏi tập hợp quy có tất cả bao nhiêu tập hợp con? Các em lấy 2 mũ 3. Tập hợp có n phần tử thì số tập con là 2 mũ n nha. 2 mũ 3 là 8 ha. Và tiếp tục. Cái này thì dễ rồi ha, các em tự đi tìm hết đi. Này này không giảng nhiều đâu. Các em lấy 13 trừ 10 là còn 3. Rồi 3 nhân 3 thì bằng 9. Rồi 2x trừ 1 bình phương bằng 9, như vậy 2x trừ 1 phải bằng 3. Vậy 2x sẽ bằng 4 và x sẽ bằng 2. Rồi như vậy là ta đã hoàn thành xong vòng thi số 3 với số điểm là tối đa ha. Rồi hẹn gặp lại các em ở cái vòng thi tiếp theo.